半天，排队半天，开心片刻即送，回头便知，随便说话快乐笑笑，踏进家里一秒开始，能回家就让心花开遍，在你两边，与你每天，家中那些温暖，从来都不倦，全力去做你的完全，让你出发好每一天。Wow, tất cả đều do em nấu hết hả? Ừ, hôm qua em tan học lập tức đi mua đồ, nhưng mà sáng nay mới nấu nên còn nóng hổi. Quả như là giỏi việc nước, đảm việc nhà luôn nha. Hẹn gì ba suốt ngày kêu anh mau chóng cưới em về nhà. Ba đúng là có mắt nhìn người quá mà. À ha, trong giờ phút này đừng có nhắc đến ba anh suốt như vậy. Thì em thấy trước đó ngày lễ tình nhân anh tặng phần quà lớn cho em nên em muốn đền đáp thôi mà. Nhắc tới món quà lớn hả? Bạn trai tặng quà cho bạn gái cũng là chuyện bình thường thôi mà. Với lại bây giờ anh được ăn đồ do chính tay của em nấu nữa. Anh chính là người hạnh phúc nhất trên thế gian này luôn rồi. Chờ chút. Sao vậy? Ý, em không đem theo giấm rồi. Không sao đâu mà. Món của này nhất định phải ăn kèm giấm. Em đi lấy cho anh. Cũng được. Vậy anh không đợi em đâu nghe. Trời đất ơi, trước giờ tôi chưa bao giờ ăn món nào dở như vậy. Gà không có gì gà, cá không có gì cá luôn. Ngay cả đậu hũ cũng không có gì đậu hũ nữa. Chúa ơi, làm sao tôi ăn được đây? Rốt cuộc anh chê xong chưa? Tôi thấy anh đói bụng mới lấy cơm hộp tình yêu của Venus làm chia cho anh ăn thôi. Vậy mà còn chê nữa. Tôi cũng chỉ là nói sự thật thôi mà. Cậu coi, món cua xào gừng củ hành á, cái phổi cũng đem xào luôn. Là phổi đó, phổi đó. Cô ta mua hàng hiệu thì giỏi, còn nấu ăn thì dở tệ nè. Tin sốt này, hắn ăn luôn hộp cơm của mình làm cho anh Hiếu đã thôi đi, lại còn chà đạp mình như vậy nữa. Dù lần trước mình còn chưa tích sỏi với hắn ta đó. Tôi làm những chuyện như vậy cũng chỉ là muốn thử lòng Venus giùm anh thôi mà. Lúc đó tôi nóng giận thôi. Tới khi tôi bình tĩnh lại á, tại sao tôi lại không tin chứ? Venus là bạn gái của tôi, còn anh là anh em của tôi. Cả hai tôi đều tin. Vậy hy vọng là cậu sẽ không tin nhầm người. Đồ xấu xa, thì ra anh muốn thử lòng tôi, muốn anh Hiếu bỏ tôi. Tôi sẽ không bỏ qua đâu. Nếu sau này tôi giàu có, nhất định tôi sẽ không muốn cậu làm bảo vệ cho tôi. Tại sao vậy? Sợ tôi làm xấu mặt anh hả? Mà là ngược lại đó. Cậu đẹp trai như vậy, tôi sợ đi trên đường người ta nhìn thấy cậu nó đụng xe hết thì không tốt đâu. Nó móc tôi hả? Hay cười nhạo tôi đi. Tôi sẽ rước ông chủ tiền đường mới chở anh luôn thôi. Quả nhiên là anh em tốt nha. Đi thôi. Thôi bỏ đi, không chở nữa. Hả? Thiệt sao? Lên xe đi. Tránh gà tỏi đen này ngon quá, thơm mùi tỏi. Anh ăn tới cả miệng toàn mùi không à, hôi vậy quá. Vậy sao? Vậy chúng ta đi thay đồ được chưa? Nè, có kẹo xin gom không? Làm ơn đi, người ta nói một câu còn làm một đống. Không cần lông lớn nữa sao, còn có thời gian thay quần áo. Anh Hiếu trước giờ đều nghe lời tôi hết. Còn nữa nha, ông chủ tôi mới đổi cô bồ sợ dơ bẩn. Lần trước trên xe có chút mùi lại nói hôi. Nhìn thấy quần áo tôi có chút xíu nước tương lại nói tôi không tươm tất. Ê, loại phụ nữ này cực kỳ đáng ghét. Ngày nào ông ấy chưa bỏ cô ta thì có ngày cậu sẽ bị dính trưởng luôn đó. Tôi cũng thấy vậy đó, tôi cũng muốn ông chủ mau đổi cô khác. Ý, không phải rồi, tôi đi tắm nha. Còn có thời gian đi tắm nữa hả? Sau khi ngươi uống chai nước mà ta đã bỏ thuốc trong đó ở trên xe, nhất định tràn lan ra hết hại anh Hiếu bị mắng. Lúc đó, coi hai người có còn làm anh em nữa không? Tối nay còn mấy giờ tăng ca vậy? Cùng đi ăn tối đi. 8:30 đó, đợi tôi nghe. Thôi khỏi đi, cảm ơn. Vì sao lại hỏi? Tôi đùa một chút thôi. Tôi hơi đau bụng đó. Đột ngột vậy? Quan bậy hả? Tôi không trả lời cậu được. Không cần trả lời, tôi ngửi được mà. Tôi xin lỗi, cậu có thể dừng ở đằng trước được không? Có nhà vệ sinh nào cậu không? Cậu điên hả? Trên cao tốc mà dừng xe cái gì? Nhịn chút đi. Nhịn không được đâu. Nè, có túi ni lông không vậy? Nè. Xịt hết nguyên chai chắc không sao rồi hả? Cậu Hiếu. Anh chào chủ. Quá, sao mùi nồng nặc quá vậy? Nhất định là cậu Hiếu biết em mẫn cảm với mùi hôi nên cố tình xịt nhiều một chút nữa mà. Đúng rồi,
Nghe ông chủ nói là cô thích mùi trà xanh nên đặc biệt chuẩn bị cho cô nè. Đúng là mùi trà xanh, nhưng mà hòa quyện với mùi phân đó. Thôi vậy, kêu em làm sao mà lên xe hả? Cậu làm cái gì vậy? Tôi đạp trúng phân chó. Tôi không tin cậu đạp phân chó. Không chịu đâu, hôi như vậy em không lên xe đâu, em đi đây. Nè, sao cậu làm xe của tôi thành ra như vậy hả? Còn làm bạn gái của tôi bỏ đi luôn rồi kìa. Tôi ngoài việc đạp trúng phân chó ra thì bụng của tôi cũng không được tốt, cho nên thả vài trái bơ bên trong. Cậu lập tức đem xe của tôi từ đầu đến cuối, từ trong ra ngoài vệ sinh sạch sẽ. Kêu người chạy chiếc xe khác tới đây rước tôi đi. Dạ biết rồi ông chủ. Anh không sao chứ? Tôi nghe mọi người nói là anh đi lớn trong nhà vệ sinh đi tới thúi hết à, là mọi người không ai ưa anh hết. Thì ra là thật đó hả? Thì tại tôi bị tiêu chảy mà. Mấy người đó làm như lạ lắm vậy. Vậy anh Hiếu có biết anh không khỏe không? Ngày thường hai anh làm gì cũng có đôi có cặp mà. Sao hôm nay có một mình anh lẻ loi ngồi ở đây ăn cháo trắng vậy chứ? Anh ấy bỏ mặc anh hả? Anh Hiếu, anh ấy bận mà. Vậy sao? Thế tôi nghĩ khả năng là trở mặt với người thì có đáng đời. Ê, anh ấy tốt quá rồi. Nè, nước nè. Uống đi. Nè, thuốc nè. Nè, thuốc của anh hiệu nghiệm thật đó. Tôi tìm khắp Cửu Long, Hồng Kông cũng không có luôn. Tôi phải tới tận Nguyên Lãng mới mua được đó. Cậu không giận tôi báo hại cậu bị ông chủ mắng hả? Còn bắt cậu rửa xe, còn bắt cậu đánh bóng xe nữa. Thật không hợp lý chút nào. Không sao đâu, chọc giận cô bồ của mấy bị chửi chút thôi. À đừng trách bản thân nữa, bị bệnh đâu có ai muốn đâu. Anh em tốt. Được rồi, ăn cháo giùm đi. Chị Tử Hiếu, thì ra anh ở đây hả? Hồi nãy em gọi điện cho anh, sao không thấy anh bắt máy vậy? Thì ra anh đi mua thuốc cho chó. Lúc nãy anh lái xe mà, nếu như nghe điện thoại là không đúng quy tắc. Nhưng mà anh cũng muốn tìm em. Chuyện đó. Gì hả? Có phải ngày mai chúng ta hẹn đi ăn món Nhật Bản không? Em cũng nghe thấy rồi đó. Anh phải rửa xe cho ông chủ nè, chỗ đó tốn hết mấy ngàn rồi. Nên anh muốn tiết kiệm một chút, nên ngày mai chúng ta quỷ đi hả? Nhưng mà chúng ta đã đợi 2 tháng rồi đó. Nhưng mới nói quỷ tiếc lắm mà. Thì cũng đúng. Vậy hay là ngày mai anh mua 2 ly mì Nhật Bản về bồi thường lại cho em có chịu không? Anh nói đùa thôi phải không? Đợi chút nha. Sao em gái? Cái gì? Bị người ta bắt nạt hả? Cho anh và anh xem thử. À, chào anh. Ở đây có tiếp thị nào là hội trần không vậy? Chính là tôi. Có gì giúp được anh không? Vậy tốt quá rồi. Tôi muốn hỏi anh chiều hôm nay có gặp người con gái dễ thương trong hình này hay không? À, anh nói con nhỏ mập này hả? Hôm nay nhỏ mập này làm hư cái cân. Tôi kêu nhỏ này lần sau giảm cân rồi hãy quay lại. Con nhỏ mập? Cái này mà gọi là mập hả? Đây gọi là châu viên ngọc nhuận, rất dễ thương. Anh có hiểu hay không? Còn nữa nha, cái cân của anh chất lượng kém mà dám đổ qua cho em gái tôi làm hư. 300 đô, tôi thấy chỉ có 150 đô thôi. Anh ăn hiếp một đứa con gái chân yếu tay mềm. Anh có thấy nhục nhã xấu hổ hay không hả? Anh trả lời đi. Tôi đâu có đổ quan cho cô ta. Cô ta mập thiệt mà. Còn dám nói nó mập nữa hả? Đây là nơi công cộng đó, bình tĩnh đi mà. Anh mặc kệ. Nói chung có người sỉ nhục em gái của anh, làm cho nó không vui. Anh sẽ đánh chết người đó. Đừng mà. Tôi đền tiền lại cho anh vậy hả? Đền tiền? Đồng tiền ít ỏi có thể bù đắp lại tâm hồn tổn thương của em gái tôi sao? Ghi âm đi. Anh nói với nó, không phải lỗi của nó mà do cái cân thôi. Tôi xin lỗi tiểu thư. Thành tâm chút đi. Tôi xin lỗi tiểu thư, là do cái cân chúng tôi bị lỗi. Cô không có lỗi, tất cả là lỗi của chúng tôi. Anh hỏi gì? Trần. Tốt. Hết chuyện rồi, mình đi chơi đi. Nghĩ đến gương mặt đau bụng của Rob là tôi cảm thấy mát lòng mát dạ rồi. Ngày thường hả, con người của hắn ta xấu xa lắm, vừa kiêu căng vừa khó tính khó ở. Tôi muốn xin nghỉ phép một ngày cũng không được, may là có cô cho hắn bài học đó. Tôi biết mà, có câu người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu không phải là hắn ta chơi xỏ tôi á, trước mặt anh Hiếu nói xấu tôi thì tại sao tôi lại chơi xỏ hắn chứ? Đúng đó, hắn đúng là người bạn xấu của bạn trai cô, sớm muộn hại cô chia tay. Cho nên có cô cho hắn bài học cũng tốt. Cô còn nhiều trò chơi xỏ hắn ta nữa không? Hôm qua tôi đi với anh Hiếu, có một người ăn hiếp em gái của ảnh. Ngay lập tức ảnh giận đùng đùng đòi tìm người đó tính sổ. Thì Hiếu lúc nào cũng thương em gái của ảnh mà. Nè, anh ấy ghét nhất ai nói Mỹ Lệ mập đơ. Còn nói là ai làm cho Mỹ Lệ không vui, anh nhất định sẽ không tha cho người đó. À, cho nên cô chỉ cần làm sao để sót làm Mỹ Lệ khóc thì hắn ta chết chắc rồi.
Tôi nghĩ nếu George làm tổn thương Mỹ Lệ, tới lúc đó bọn họ còn không trở mặt với nhau nữa sao? Nhưng mà làm cách nào để xóa tổn thương Mỹ Lệ hả? Candy, cô cũng là con gái mà. Không lý nào mà cô không biết người con gái tổn thương nhất là cái gì? Bị người khác từ chối. Ừ. Nhưng mà Mỹ Lệ không phải yêu cầu An hay sao? Lần trước tôi có đi du lịch Hàn Quốc với gia đình anh ấy đó. Mỹ Lệ cứ lôi kéo tôi, tâm sự với tôi. Cô ấy nói tình cảm dành cho Kim Thành An đã nhạt đi nhiều rồi. Cho nên tôi chỉ cần kiếm cách làm cho Mỹ Lệ yêu George thôi. George chắc chắn từ chối Mỹ Lệ. Tên lúc đó, với tính cách độc ác của hắn, Mỹ Lệ nhất định sẽ tổn thương lắm. Lại còn bị anh Hiếu chứng kiến George làm tổn thương Mỹ Lệ. Để tôi xem lúc đó bọn họ sẽ trở mặt ra sao. George, mời anh ăn đùi gà nè. Sao đột nhiên lại mời tôi ăn vậy? Bởi vì tôi thích anh rồi đó. Trời ơi, chúa ơi. Con nhỏ mập này sao có tình cảm với tôi được? Cô thừa biết tôi ghét nhất là ăn thức ăn dầu mỡ mà. Đùi gà không có dầu mỡ đâu. Tôi không phải là nói miếng đùi gà đâu. Là tôi đang nói cô đó. Tôi không phải là mập ba và anh tôi nói đó. Tôi gọi là Châu Duyên Ngọc Nhuận dễ thương đó. Họ gạt cô thôi. Cô không tự soi gương lại á thì cũng tự soi vô ly nước đi. Cô coi ngấn thịt của cô kìa, lòi hết ra rồi. Tôi đúng là không chịu nổi á. Sao anh lại nói khó nghe vậy hả? Tôi thật đau lòng quá đi à. Tôi không chấp nhận được. Dương Quốc, em gái tôi hạ thấp tiêu chuẩn thích anh. Anh không những từ chối mà còn nói những câu khó nghe như vậy nữa hả? Nè, tôi chỉ là nói sự thật thôi mà. Sự thật cái đầu á. Tôi nói rồi mà, người nào làm em gái của tôi không vui sỉ nhục nó, tôi sẽ không buông tha cho người đó mà. Từ hôm nay trở đi, chúng ta không còn là anh em bạn bè gì nữa hết. Trời ơi, chiêu này của cô tuyệt thiệt đó. Nhưng mà George không có đẹp trai, đối xử với con gái cũng không ga lăng, Mỹ Lệ làm sao thích hắn ta được? Những điều kiện này Kim Thành An cũng đâu có, Mỹ Lệ cũng yêu đó thôi. Căn cứ vào sự hiểu biết và quan sát của tôi đối với Mỹ Lệ, tôi nghĩ là có một thứ chắc chắn làm cho cô ta phải động lòng. Sau khi bó đai giảm cân này rồi, có thực sự giảm được 5kg không? Phải đó, bạn của tôi nói với tôi như vậy mà. Nó còn nói bó càng lâu hiệu quả càng tốt đó. Tôi nghĩ lần đầu cô bó thì bó 5 tiếng đồng hồ nha. 5 tiếng đồng hồ chắc là giảm được 5kg đó. 5 tiếng sao? Cô biết là cách 1 tiếng tôi phải ăn giặt mà. 5 tiếng lâu vậy tôi không biết tôi có chịu được nữa không? Mỹ Lệ, cô nghĩ coi, cô ốm đi. Biết bao nhiêu là quần áo đẹp đang đợi cô mà. Cũng đúng. Giảm bớt 5kg thì tôi có 5kg không gian, có thể ăn được nhiều món hơn. Vậy cô cố lên nha. Tôi lên lớp trước đây, cô đi từ từ nghỉ ngơi. Tôi cũng ngủ một miếng đây. Ủa, anh dậy xong rồi hả? Xong rồi, anh Hiếu đâu? Anh Hiếu đi làm, nhưng mà em gái anh có tới. Tôi còn có mua rượu heo cho cô ấy nữa. Nhưng mà tôi phải gấp lên lớp, anh có thể giúp tôi đem vô phòng cho cô ấy được không? Ê trời ơi, mấy thứ dầu mỡ này không biết có cái gì ngon nữa. Nhanh lên nha. Được rồi. Đừng để em gái anh Hiếu đói đó. Được rồi, yên tâm đi. Đói bụng quá đi. Nhưng mà bó tới không nhúc nhích. Có khi nào mình đói chết không? Nếu chết vậy thì thật không đáng. Giờ có ai cho mình ăn, mình nhất định sẽ gả cho người đó. Mỹ Lệ à, chúa ơi, đang làm cái gì vậy? Cái hương vị hình như quen thuộc, hấp dẫn quá. Bịch chuột heo này cho cô đó. Mình không cần chết, lại có món ruột heo mà mình yêu thích. Nhưng mà không lấy được, anh đút tôi ăn đi. Đút cô hả? Nhặt lên đi, đói bụng mà. Thôi sao cũng được. No rồi, anh yên tâm nha, nhất định sẽ giữ đúng lời hẹn. Hẹn ước cái gì chứ? Anh kỳ quá đi, bắt người ta nói lại hả? Người ta mắc cỡ mà. Làm gì vậy? Tôi đâu có thích ăn ruột heo. Có những thứ chưa thử qua thì làm sao mà biết được. Món ngon cũng giống như mặt tôi vậy, phải có một tí dầu. Đi đó, công chừng thử rồi, thấy thích thì sao? Trời lắm. Lại là ruột heo hả? Có người kêu tôi đưa cho cậu ăn đó. Nhìn có vẻ ngon đó. Đừng nói tôi không nhắc nhở anh nha. Ruột heo này chưa rửa sạch, vẫn còn phân bên trong đó. Chúc anh may mắn nha. Cảm ơn anh nha.
thật lòng chúc phúc cho anh đó. Mấy người đang nói cái gì vậy hả? Nè, cắn một miếng trước. Có phải muốn chết chứ không hả? Hôm nay chúng ta không phải đi ăn sushi sao? Nè, em chỉ có một tiếng để ăn thôi, sau đó phải lên lớp, mất công phải về gấp nữa. Sao hôm nay em ngoan quá vậy? Mỹ Lệ, cô ở đây làm gì? Em tới đây để dâng hiến món ruột heo mà em thích ăn nhất cho người em yêu. Rob, anh sẽ chấp nhận em chứ? Em gái mình yêu Rob từ bao giờ vậy ta? Chết rồi, con người Rob khó chịu như vậy, đầu tóc thì xoắn, nói chuyện thì thẳng thắn. Em sợ là anh ta không biết thưởng thức vẻ dễ thương và ưu điểm của Mỹ Lệ đó. Một lát anh ta làm tổn thương Mỹ Lệ thì tính sao đây? Đừng để mình thấy cảnh anh ta làm tổn thương Mỹ Lệ. Rob không có phản ứng vậy, không biết cậu ta có đồng ý Mỹ Lệ không nữa. Rob à, chỉ có anh mới giúp tôi thoát thân mà thôi, đừng có làm tôi thất vọng đó. Tôi muốn hỏi thử, xiên ruột heo này là do cô đã tự tay làm hả? Phải đó, giờ còn đang nhiễu xuống nè. Vậy thì giống như cô vậy, nhìn thì dầu mỡ, nhưng mà ăn vào thì ngon. Tôi đồng ý. Rob, đồng ý Mỹ Lệ. Sao lại như vậy chứ? Em có phải đang nằm mơ không? Em không nghe nhầm chứ? Không đâu, rốt cuộc cũng có người biết thưởng thức vẻ đẹp bên trong của Mỹ Lệ rồi. Đừng phá anh. Rob, đúng là anh em tốt. À, Mỹ Lệ à, sao tự nhiên cô lại tới đây để hỏi mượn quần áo của tôi? Rob nói đó, tuy là tôi rất thích hợp với phong cách dễ thương, nhưng mà lâu lâu thay đổi phong cách thì cũng không tệ. Cô nhiều quần áo như vậy cho tôi mượn một chút cũng có sao đâu. Nhưng mà quần áo của tôi chắc là không có vừa với cô đâu. Không sao đâu, rất nói là áo hàng hiệu, lượng tiêu thụ tốt, chất lượng tốt. Nè, cái áo nhỏ quá. Sao nói là hàng hiệu chất lượng tốt? Sao dễ rách quá vậy? Có phải không đó? Hồi nãy người ta nói là cái áo này sai không có vừa rồi. Cô có biết là nó mắc lắm hay không? Có phải cô không muốn cho tôi mượn không? Cô cũng có công tác hợp tôi và Jack đó. Không ủng hộ gì hết. Ê, vậy thì tôi không có nói là không ủng hộ. Nếu vậy cho tôi mượn luôn mấy cái túi xách này đi. Cái túi này mới mua đó. Tôi chỉ xài có một lần thôi. Thì ra là nó. Lúc trước anh tôi nói là không có tiền dẫn tôi đi ăn buffet. Nè, tính ra thì tôi cũng có góp phần tặng cái túi này cho cô đó. Thì tôi cũng không có nói là không mượn được. Chỉ là cô phải cẩn thận có được không? Được rồi. Không thành vấn đề. Cô làm cái gì vậy? Cô bỏ ruột heo vào cái túi hả? Cô có biết là mùi dầu mỡ sẽ dính đầy túi hay không? Rồi cái túi toàn mùi đồ ăn không? Có sao đâu chứ. Cô cũng biết là tôi không đói được mà. Thì nó làm bằng trái dưa gang. Để dưa gang vào cũng không sao đâu. Đúng không? Tôi không ngờ tình yêu của tôi và Mỹ Lệ nhanh tới mà cũng nhanh đi như vậy. Tôi cũng vì người nhà nó mới ăn chay tích phúc thôi. Vậy cũng là sai sao? Không. Lại là chay. Từ lúc em hẹn hò với anh thì ngày nào cũng là ăn chay. Anh không chán sao? Vì muốn tích phúc cho người nhà, nhịn chút xíu có đáng là gì đâu. Nhưng mà heo bi bi à, anh biết là em ăn tới lạc miệng rồi, nên anh đã đặc biệt chuẩn bị cho em món ruột heo nè. Ruột heo hả? Nè, để anh đút cho em ăn nha. Là chay sao? Giống ruột heo thiệt có đúng không? Ruột heo này dùng đậu tương để làm ra đó. Sau này em ở bên cạnh anh, vừa ăn đồ ăn tốt cho sức khỏe mà vừa ngon nữa. Như vậy quá tốt rồi. Sao này? Em tưởng là chỉ cần em yêu anh thì chúng mình có thể khắc phục tất cả. Nhưng mà giữa anh và ruột heo phải chọn một thì... Em xin lỗi, em quyết định chọn ruột heo buông tay anh. Nè, ý em là sao vậy? Em chọn ruột heo cũng không chọn anh hả? Tôi thật không ngờ, tôi lại thua món ruột heo đó. Đúng là có hơi đau lòng. Coi như em gái của tôi có lỗi với anh đi, nhưng mà anh cũng nên trưởng thành, đừng có làm phiền nó nữa. Nhiều khi những thứ không có được là những thứ tốt đẹp nhất. Hay là vậy đi, anh cứ đem tình yêu mà anh dành cho nó chôn vùi ở sâu một góc trong trái tim của anh đi. Có làm được không? Làm được. Qua đây, cho mượn bờ vai để khóc nè. Khóc ra hết đi sao không sao đâu. Được rồi. Được rồi, thôi. Không sao đâu. Ây, sao mà chạo hoài vẫn còn vậy? Chốt. Xem ra cô cũng không mấy vui đó ha. Thì đã đang mặc niệm cái áo và cái túi xách hả? Cũng đúng thôi, cô nhìn coi. Áo thì rách hết trơn rồi.
Nè, còn cái túi thì dầu mỡ không. Wow, còn nguyên mùi mỡ heo ở trong này luôn nè. Hey, bán cho tiệm đồ cũ chắc là cũng không được đâu. Rõ ràng anh Hiếu nói là sau khi anh chia tay với Mỹ Lệ thì đau lòng lắm mà. Tại sao trông anh có vẻ mặt tươi vui như là không có chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ lần trước là anh kêu Mỹ Lệ mượn áo và túi xách của tôi? Xem ra cô cũng không tệ lắm ha. Anh cũng vậy nữa. Nhưng mà từ khi nào anh biết? Thật ra lần trước khi tôi bị tiêu chảy, tôi đã cảm thấy có gì đó không đúng. Tới khi cô tự nhiên lại kêu tôi đưa món ruột heo đó cho Mỹ Lệ thì tôi càng cảm thấy là có gì đó lạ hơn đó. Nè, Mỹ Lệ vừa mới nói với tôi là đã yêu George rồi. Thuận lợi quá đi. Tiếp theo tôi sẽ kêu Mỹ Lệ tỏ tình với George. George nhất định là sẽ từ chối cô ta. Tới lúc đó Mỹ Lệ bị tổn thương, anh Hiếu còn không trở mặt với hắn hay sao? Cô ác quá đi. Cho nên anh mới tương kế tự kế, giả giờ đồng ý Mỹ Lệ, sau đó kêu cô ta mượn hết đồ của tôi. Không sai. Nhưng mà cô không trách tôi được đâu, là cô đã khiêu chiến với tôi trước mà. Người khiêu chiến trước là anh đó. Trước đó vì muốn làm tan rã tôi với anh Hiếu nên đóng kịch theo đuổi tôi. Anh thật là đê tiện. Thì ra là cô nhớ tới chuyện đó hả? Tôi cũng vì anh em của tôi thôi. Tôi cũng chỉ là muốn anh Hiếu nghỉ chơi loại bạn bè như anh thôi. Nhưng mà sự thật chứng minh ba cái chiêu trò con nít của cô không được đâu. Tôi nói cho anh biết nha, lần này tôi không thành công, lần sau tôi nhất định chơi cho anh chết. Vậy thì cô cứ tự nhiên, còn lâu tôi mới sợ đó.